Ê, cẩn thận nha. Lật ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược ngược lại. Ừ. Rồi để xuống. Một chi thằng ngáo đá này. Lật lại, lật lại, lật, lật, đẩy đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống. Ừ, trời ơi, ông nội. Đây các bạn, thì hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần đẹp trời. Thì hai thằng thất nghiệp không có gì làm thì lấy xe đạp vòng vòng, đạp ra biển chơi tập thể dục thể thao. Chứ giờ cũng không biết có gì làm nữa các bạn. Ở nhà hoài mập quá, không? Mình bây giờ có việc làm hay không có việc làm thì cũng nên tập thể dục thể thao xíu, thì mình chọn xe đạp. Thì xe đạp này nó là cái môn thể dục thể thao đỡ chán những cái môn khác. Mình thích vừa có cái môn nào mà đi tập ở ngoài trời, vừa được ngắm cảnh, vừa được enjoy bản thân á, thì tụi mình chọn xe đạp. Mấy người lười welcome. Mấy người lười. Xe đạp vui lắm các bạn. Nó vui hơn tập tạ ở cái chỗ là mình vẫn có thể vận động, mình cũng phải dòm ngó những cảnh xung quanh. Còn tập tạ suốt ngày cứ cắm đầu vô cái cục tạ hoài hơi mệt. Thì mình không thích tập tạ hơn, mình thích xe đạp hơn. Ủa vậy xong rồi hả? Chắc không mày? Chưa chưa chưa. Đó, đó, hèn chi. Yên tâm, yên tâm. Thù má Bắt đầu cái rớt. xíu cứng cứng nha ông nội, đồ má đang chạy rớt chết luôn. Thì đây là hai chiếc fixie. Ồ, à. Ê mày muốn đập cứng không? Đập cứng thì mày tháo cái bánh này ra mày lật lại. Thôi, đập cứng lắm đấy. Ừ. Cho chiều quá. Thì cái xe này là cái mắt răng bên đây đó các bạn, là cái mắt răng mà đập cứng là không có đập da được, đúng không? Còn bên đây là vẫn đập da được bình thường. Thì tụi mình chạy cái bên đây mình, tại vì tụi mình cũng đi vòng vòng chạy nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng không chơi trick, không có chơi gì nhiều hết đó. Ngắm cảnh vào biển là chính. Đây luôn. Thì các bạn ra đây, đây là biển Hennepin nha các bạn. Thì cái biển này muốn đậu Bắc Kinh ở đây thì tụi mình phải mua một cái thẻ. Sau đó để trên cái dashboard này nè, để trên cái đây trên đây nè, để cho người ta thấy là mình đã mua cái thẻ, không thôi là nó hồi nó phạt mình hoặc là có thể bị thô xe. Okay. Chắc sắp tới phải mua cái group rác đó, chứ chở ở trong xe vậy hoài cũng phải là cách đúng không? Mày gắn đúng không mày? Ok. Ok, let's go. Ok các bạn, thì bây giờ mình đang đạp xe bên hông của cái đường biển nha các bạn. Thì muốn xuống đây thì các bạn phải rinh cái xe đạp xuống một cái cầu thang, mà cầu thang bộ. Tù má ngoài đây bullet nhiều quá vậy. Thì ở biển ngoài Mỹ rất là an ninh, các bạn bullet rất là nhiều. Ok, thì bây giờ mình quay cho các bạn coi cái bờ biển của Huntington Beach. Đây, một ngày thứ hai rất là bình thường tại Mỹ. Không, mọi người vẫn ra đây chơi rất là đông. Thì hồi nãy cái chỗ đậu xe nó cũng hơi đông nữa, chứ không phải vắng như mình nghĩ không. Đó, đậu xe uống nước nè. Shit. Không biết thì đạp từ đây tới đâu thôi, để coi cái đường này nó dài cỡ nào. Thì tụi mình tính đạp từ Newport, đâu đạp từ đây xuống dưới Newport thì nó cũng khoảng chừng không biết bao nhiêu mai, nó cũng khá là xa đó. Để ráng thôi, sẵn đi một vòng chơi luôn. Shit. Ở hồi ghé mấy chỗ kia ăn. Thì ở Việt Nam á, lúc mình còn đạp xe đạp á, thì nói chung là tụi mình có thể đạp bất cứ mọi nơi, cái cung đường nào cũng được hết á. Nhưng mà còn bên Mỹ á, thì có nhiều đường thì bạn có thể đạp được, nhưng mà có nhiều đường thì nó hơi nguy hiểm. Với lại người ta cũng hạn chế mà đạp xe ngoài đường đó các bạn, tại vì xe bên Mỹ á, toàn xe hơi không à. Thì cho nên nó có nhiều cái con đường dành cho xe đạp, chẳng hạn như con đường này. Cái con đường này dành cho xe đạp là nó không phải nằm trong một khu đâu, nó liên kết nhiều cái khu biển lại với nhau các bạn. Các bạn đạp hồi qua tới chỗ kia luôn.
tới biển xa là xa luôn. Đây thì đây ở biển thì có những cái bãi parking đậu giống vậy nè, thấy không? Đó, giờ đạp tiếp tới địa điểm kế tiếp. Ú 488. Thì bây giờ là đang ở cái ngoài đường nha các bạn. Thì cái biển hồi nãy cái tính cuối đường kia thì nó không có còn đường chạy nữa, bắt buộc phải ra ngoài đường bự chạy để mà qua cái biển khác. Thì trên đường đi đạp cũng thấy nhiều xe đó các bạn. Má tụi mình chắc phải chạy bộ rồi. Tụi nó chạy bộ chạy ghê quá. À. Xe à? Ừ. Quay quay hả, có cái đùng vô xe luôn. Chưa giờ thấy nhà cũng vậy luôn mày. Mát lại. Chắc cái đường này mình chưa giờ vô đúng không? Chưa giờ vô. Mát mày, má nhìn sang má private quá. Ừ, mát nè. Phú Mỹ Hưng mày. Giống như cái nhà cái khu quân cường đô la rồi hả? Được. Chưa vô chưa biết. Còn đây là cái khu nhà giàu ở Newport nha các bạn. Cái nhà đây gần như mắc nhất là Newport luôn rồi. Phải nằm sát biển nè. Mà cái đường này siêu xe nhiều không mày? Đồ quá, có chiếc siêu xe sau lưng đang chạy lên nè. Thằng lầu má. Lười ơi. Đồ. Đèo quá đẹp vô đường đó mày. Thở ghê. Ok các bạn, bây giờ tụi mình đã ra tới bờ biển một lần nữa. Đây là biển Newport nha. Thì hồi nãy cái biển kia là biển Hilton. Còn đây là biển Newport nha. Đây là cái khu nhà nghỉ dưỡng tại đây. Thấy không? Các bạn thấy không? Thì cái biển này đông, cái biển nãy đông hơn. Mà cái biển này thì người ta đi nhiều hơn mình cũng chẳng biết. Cái ngoài kia chẳng qua diện tích rộng thôi. Còn đây thấy vui hơn. Đều bà tin nữa, bà tin vàng long. Thì cái biển ở mấy bên Mỹ các bạn ngày nào cũng giống vậy đó, ngày nào cũng có người đi, ngày nào cũng đông. Mấy nhà này thường thường đó là người ta mua rồi xong người ta cho thuê party sinh nhật này vân vân, nghỉ dưỡng. Cái này giống như resort mini á các bạn. Đúng không? Mỹ Đen dễ thương quá. Mỹ Đen dễ thương quá. Ok. Chúng ta đã có mặt tại biển Newport. Thì cái biển này là cái biển mà đa số nhiều người Việt Nam ở OC cũng giống như vòng khu này ra đi chơi. Tại ở đây nó có quán có cái donut nè, đó là cái gì mình dẫn các bạn vô. Ủa donut trên đây còn bán không mày? Đó, 24. Không, 24 luôn à. Lâu quá quên mẹ nè. Thì các bạn sẽ thấy Việt Nam ở cái biển này nhiều hơn là biển hồi nãy. Ê, xe đạp lên cầu được không mày? Được hả? Ờ thôi chạy lên cầu đi. Chạy lên cầu xíu rồi quay lại. À. Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên cầu cho các bạn coi cái cầu chỉnh nè. Nhìn xuống view đẹp lắm. Có mấy ông già câu cá nó vui lắm. Ồ, baby. You said you shut the fuck up.
And why are you still talking? Má xui các bạn ơi. Hồi nãy mới chạy anh chở nó thì thằng Laico, cái thằng mà bảo vệ đây nó mới đọc cái lo đúng lớn luôn. Nó ngồi trong lều nó thấy liền. Ừ, là không cho đạp xe đạp lên phía các bạn ơi, không cho lên cầu. Mình chỉ có thể dưới đây cho quay cho các bạn coi thôi thấy không. Ê, cái biển này giống cái biển nào ở Việt Nam mày? Mày đi biển nhiều không? Tao cũng đi biển nhiều. Bãi sao? Bãi sao mà đẹp giống vậy mới lạ. Blitz kìa, thấy hai bà lồn với chữ lộn quá, hồi vô bắt luôn đụ má gây ôm mèo. Ở chỗ đó bán gì mày, bán nước đúng không? Chỗ chỗ bán bắp á. Vô mua nước uống mày. Má xui ha. Đồ má đang lên cầu đẹp ghê. Go lồn thấy lẹ ghê. Đây các bạn, đây là cái chỗ mà tụi mình hay mua bắp ăn lắm. Rồi bây giờ không biết nó bán cái gì. Lâu quá không ăn. Ok. Pigeon. Đây. Rồi má có monster này hay mua dưỡng đi. Mua gao ray hay mua dưỡng đi cho nó khỏe. Gì? Mỗi chai 2 đồng, 2 chai 4 đồng. Thì mấy cái chai nước bên Mỹ á các bạn, thì thường thường nó sẽ có một cái loại nắp giống loại này, cho mấy người đạp xe đạp này nọ hay đi vòng vòng á, mình không có cần tháo cái kia mình tu, mình chỉ cần bật cái này lên thôi. Đó. Đúng không? Rồi các bạn nè, bóp bóp nè, đâu có cần uống đâu, đâu có cần mà phải tu hút đâu, bóp đó là nó chảy nước ra. Ok. Yeah. Trước mặt chúng ta là một cái tiệm tên là Seaside Donuts. Thì cái tiệm này rất là nổi tiếng ở đây các bạn. Thì cái biển Newport đó, thì nói chung là cái địa điểm nổi tiếng nhất là cái cầu đó. Còn cái chỗ địa điểm thứ hai là cái chỗ này. Thì cái chỗ này là nó chứa nhiều cái ký ức của anh em mình từ ngày xưa đến giờ các bạn. Ngày xưa hay ra biển chơi cũng rất là lâu rồi, 7-8 năm trước, mười mấy năm trước thì cũng hay ra đây, anh em rất là đông đủ. Thì sau một thời gian thì chỉ còn có mình với thằng này ở đây thôi. Anh em thì mấy anh em còn lại thì có vợ có con, người thì đổi tiểu bang đi chuyển tiểu bang khác. Thì đây cái chỗ giống như là cái một cái nơi mà hồi ức lại. Thì bên đây trong để bán donut. Má nói khúc này thì hơi thấy xúc động. Thì xưa tới đây thì rất là nhiều anh em, còn bây giờ thì mình đi một mình. Ê, Quốc mua cái ham chi vậy? Ừ. Rồi mua gì nữa ta? Rồi lấy cái này Quốc, lấy cái này. Can you get the one at the bottom right? Yeah, chocolate. Okay. 125. Thank you. Rồi, đi ra đây. Đây, có ngày xưa ra đây uống mấy cái cua cacao gì đó mày. Cao nóng gì đó. Ồ mà cái góc này chụp ác á Quốc. Không. Trời, mấy lá hồi ăn xong rồi chụp đây cái. Nổi tiếng mà. Thì đưa có đây nổi tiếng nhất mà. Đâu luôn các bạn, đâu mà nó bắt mẹ. Tôi nghe tên ác à, Hải Âu, bồ câu. Rồi má vui mày, chờ em vòng. Má ở đây người ta đi xe đạp nhiều đến mức má, mà người ta phải, mà mấy cái hàng rào đây người ta phải ghi luôn nè: làm ơn đừng có khóa xe trên hàng rào, cảm ơn,
nếu mày khóa thì xe mày sẽ bị tháo ra. Ok, thì nó dịch tạm tại đại loại dịch là giống vậy. Thì nữa sẵn quay cho các bạn coi luôn cái xe độc nhất ở cái biển này trong ngày hôm nay, đó là cái chiếc Mini Cooper này đây của Mr. Bean. Má, xe đẹp dở lắm các bạn, thấy không? Má, đẹp banh xác luôn, dễ thương nữa. Cái bánh rồi coi cái mâm kìa, nó mập mập cục cục nhỏ nhỏ à. Đẹp không? Má, ủa bên trong xe kìa, clean. Xe này có 4 chỗ mà làm sao chở nổi 4 người ta? Piccini P gì à, PCX Mini là đường biển, đường biển mini. Oh, đẹp không, quá đẹp luôn này, chắc cây xăng 76 rồi các bạn. No 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 no, not my not my not my. This one's too beautiful to be true. Yeah. Beautiful car. Yeah. Xe này nãy giờ người ta chụp hình nhiều lắm. Yeah. Man, look at the rear. Ooh. This angle look better. Jeez. Đang đứng đợi đèn đỏ, ô đèn xanh chứ lộn. Đây, qua đường. Sẵn ở dưới luôn hả? Ở trái hả? Ồ, má 370G. 370G. Đủ mấy dưới đường, đâu được đâu mày? Có bài lên đâu? Ở chạy đây rồi. Ô mà các bạn, vừa mới quẹo hẻm nhìn bên tay trái, ôi nhìn bên tay phải một cái nó quá đẹp không tin luôn. Đây, bến tàu. Ok. Đẹp. Du thuyền. Siêu xe là bình thường rồi. Ê, bây giờ tới siêu thuyền. Đã xíu nha, lên máy bay á, lộn lên xe đạp đó. Đẹp dở lắm. Shit. Yeah. Phải không? Boat repair hả? Sửa xe hay đóng tàu? Chắc sửa tàu á. Sửa tàu á. Sửa tàu với lại thả tàu xuống á. À. Đù má ghê. Cái gì? Con gió lại xuống nhỏ. Valley girl. Valley girl. Đù má bà kia chiêu á mày. Đồ má chở chó nó đủ má tới kinh đã mày. Đè ở đằng kia kìa. Đè. Má đi dạo vòng biển nhiều cái coi mày. Má ngày xưa tụi mình đâu bao giờ đi mà coi thấy mấy cảnh này ba. Toàn ngồi xe hơi chạy ra cái ăn cái donut thôi mà về luôn, má chán như chó à. Giờ càng ngày càng lớn. Đồ má càng ngày càng lớn qua là tuổi thơ nó mới thấy đồ má cuộc đời còn nhiều cái đẹp quá. Giá trị mà. Man. Thì ở đây á là cái chỗ mà đậu tàu của các bạn. Đó, mình sử dụng cái góc camera bình thường cho các bạn coi nè, như là mắt của mình thấy nè. Thấy không? Nhưng mà nó có để cái bảng là private properties. Thì cái này là không có được tới hoặc không được đi tới thì lui, chẳng hạn vậy là không được đi tầm bậy bạ. Không được chạy skateboard, kiểu sao nó không có đề mà cái gì có xe đạp ra, không biết có được chạy không. Mà thôi, chắc là hồi vòng ra mà là hồi bị bắt mày. Cái này tại mấy cái tàu này của người ta mất tiền rồi đậu mày không. Mày lên, mất công mới sợ mày nào xuống lên để phá hay không. Ừ. Đó. Nói như lại các bạn coi đằng xa nè mới ghê. Má zoom nè, đù má tàu ở đậu đù má như là cái gì luôn á quốc. Má tàu luôn á. Ừ, 3 tầng luôn mày. Như là cái parking lot lộn xe hơi mày. Đúng má mày coi bên kia xa xa đậu nữa kìa. Luôn cái gì? Đậu ngập luôn á. Ừ, mày coi kìa, trời. Đụ má.
Đúng, vô vậy cái bến tàu nhiều tàu cái này luôn. Đúng rồi, đây có cửa biển vô nè. Bây giờ cái cửa biển hả? Ừ, tàu vô. Ô mã. Có thằng nào đang ngồi bên kia kìa. Oh shit. Má ghê vậy. Cái này như Marina Bay cái gì đó. Ô ác tuyệt ta. Ô má giờ góc bự nè. Đồ mới có cái tàu nhỏ nhỏ này được quất. Đúng á. Ê mày. Tàu nhỏ còn rồi, chỉ có cái tàu ấy không mày. Mày khùng mày, mày vô mày coi nè, mày đứng mày coi nè. Ồ cái tàu này hả? Đụng mấy cái tàu kia gì? Cái tàu này nè, đụng mấy cái là này là tao mày ngủ ở đây được luôn ba. Đụng mấy tao mày ngủ ở đây được luôn á. Ô má. Gió lại. Đẹp dở lắm. Má chuẩn bị đi rồi tự nhiên thấy cái xe này. Đồ má. Đâu á. Vô giá luôn. Cái xe này nó trời đi. Cái bình xăng nó ngộ vậy ta. Anh em rồi gành mấy cái dòng xe cổ rồi nói cho mình nghe cái xe này là cái xe gì vậy trời. Cái bình xăng nhìn đụng nó từ tương lai mày. Nó nằm gãy cổ xuống luôn mày. Giống cái bình Yoshimura. Trời ơi. Xe này xe gì vậy ta? Honda, trên đây nó có đề là Honda 90. Mà không biết là cái Honda gì nữa. Nó xe này ngộ mày. Đồ má, cái xe này ngộ ta. Bụt vò gà luôn. Vỏ gai nữa mày. Bô dắt luôn. Oh shit. Chiếc này chỉ làm đi off-road thôi. Cái bô nó như quẹo tuốt cao đó. Tao cũng biết xe này đi đâu. Man, nó quay lại cho có kỹ kỹ cho mấy anh thợ thầy rồi vô coi không. Oh. Tụi mình là tourist mà các bạn, tụi mình du lịch mà. Thì mình thấy gì hay mình quay lại thôi. Chỗ chắc bán đồ cổ rồi. Nhà người ta mày ơi. Ồ má, trong đây là mấy cái nhà hay gì mày. Này đâu phải nhà đúng không? Phải nhà không? Sao có cái chữ mà law office vậy? Văn phòng luật á. Đẹp dở lắm. Rồi đi tiếp. Cái màu vàng đen, cái màu lần đầu tiên mới thấy luôn á. Đúng á, cái màu vàng đen, cái ghế màu vàng luôn mày. Đúng không? Đó, cái... Ừ, má thấy lần đầu tiên thấy chiếc màu má vàng đen ngoài đời luôn mà. Cái chiếc này là chiếc nãy mình thấy ngoài đường à. Má còn chiếc vàng đen. Má ghế vàng rồi. Còn cái ghế nó tháo bán cũng tiền không? Đây là một cái chỗ bán xe sang của bên Mỹ đó các bạn. Đồ má Panamera, đồ má GTS luôn mày. Cái gì? Cái chiếc Lamborghini Urus giống rồi. Nó hù má 911 rồi gì Boxster lum la. Mà chỗ này bán thấy toàn bán Porsche mà, Porsche nhiều. Thêm một cái dealer bán siêu xe nữa. Đồ má V10 mày. OOI V10. Ờ, cái bản này hình như cái bản mạnh nhất á. 10 máy plus á. Đó, hồi kỳ nè. Hồi hồi đi Lạc nè, tôi chạy xe này nè. Xe của anh Hoàng đi một á. Má chạy còn có clip luôn. Cái gì? Không, màu vàng, xe màu vàng mà y chang giống vậy luôn, V10 plus luôn. Đã lắm mày, cảm giác má nhẹ mày. Kế bên McLaren luôn. Ê, Quốc, mày có rành mấy vòng nữa không mày? Không. Cái này đủ tao không biết 570 hay đủ mấy 650 hay là 720, tao đéo dành, tao không rành mặt lo rình mày. Má mày nhìn nó đẹp á. Má mày nhìn nó cút bên đây cái cửa nào, má nó có sẵn vô trong luôn. Sao nó làm có cái like thôi. Rồi, 911. Ê, còn chiếc này là chiếc Camaro GL1. Ồ.
đường á, trước mặt chúng ta là cái chỗ mà mình đạp xe đạp ở đây các bạn, chạy vô vòng luôn. Đây là cái plaza nha các bạn, của hãng Ferrari. Ác dở lắm. Ferrari, bitch. Đồ mà. Kìa, cái chiếc màu vàng á Quốc. Hình như là chiếc F8 Tri Turbo á. Ủa tao cũng gành đó mày. Đụng má cái chiếc này cái. Không phải Enzo, má cái chiếc này nhìn còn ghê vậy, nhìn ghê vậy, đéo cái chiếc gì vậy mày. Nhìn cái tầm nó ghê á, ông phải sở hữu. Đúng quá, cái này hai bờ co đúng không? Shit. Đồ mà. Xô luôn rồi. Bán rồi mày. Ủa? Có người đặt hàng đó. Ồ. Hình như chiếc này mới là chiếc F8 Tri Turbo vậy. Còn chiếc kia chiếc gì đéo biết luôn. Đồ quá, chiếc kia chiếc gì vậy ta? Có vẻ là nhìn cho ta thấy triệu đô mày. Chiếc kia tao nghĩ F gì đó. Đồ má, F. Chiếc gì đặc biệt. F quá mắc luôn. Rồi các bạn, bây giờ đã đi qua một góc khác của cái chỗ Ferrari rồi. Ồ. Trời. Má bị dướng bóng rồi, má tức quá. Má đây nè. Má tôi chưa thấy chiếc 430 nào clean giống vậy luôn mày. Gì? Xe này làm gì brand new được? Xe này là xe used mày. Đồ má, làm gì brand new được? Làm gì xe mới được mày? Không. Ủa thay không được à? Trời, nếu mà xe này brand new mắc lắm nha mày. Nó lại tờ giấy kìa. Đừng có rờ, cảm ơn nha. Trời, 249 ngàn. Trời ơi, má còn mắc lúc nó mới ra đó mày. Vậy xe này không lẽ brand new thiệt ta? Ê, xe này không chừng xe mới thiệt các mày. Cái năm này đời nhiêu? 203, 204 đồ á. Thì các bạn, thì hồi nãy là bắt đầu tầm khoảng chừng 4 giờ 10, thì bây giờ mấy giờ rồi? Coi mấy giờ rồi? 7 giờ. Đồ má, đạp nãy giờ 3 tiếng đồng hồ các bạn. Trừ 15 phút nãy giờ ngồi nghỉ ở đây. Thì đạp từ quãng đường từ... Ủa không biết bao nhiêu mai luôn hả? Không biết. Má mà khá xa luôn các bạn, là tụi mình đạp từ Huntington xuống Newport rồi xong chạy qua cái Ferrari dealer nãy. Mình làm mấy cái chỗ xe nãy các bạn. Mình cũng biết bao lâu nữa. Nhưng mà cái quãng đường mà từ đây á, từ ở cái biển này á, Huntington mà chạy xuống Newport á là downhill. Chạy đúng khỏe đúng không? Đúng rồi. Má mà từ cái Newport với lại cái chỗ Ferrari rạp bên đây, đù má mà nói các bạn nghe. Má nó lên dốc mà nó còn bị gió biển của Mỹ nữa, vừa mạnh vừa lạnh á, thiệt tình. Nói chung là cái chiếc xe này á, mình không biết là do quãng đường nó quá khó khăn hay sao, nhưng mà mình nghĩ cái chiếc xe này á, cái xe fixie này á, nó đạp không ngon bằng cái xe nhiều lớp các bạn. Nếu mà các bạn đạp đường dài, các bạn nên mua cái xe nhiều lớp. Còn các bạn cái này là chỉ dành cho những cái quãng đường mà không, những cái chặng đường nào mà trong city, những cái đường thẳng á, đường bằng á, thì nó chở rất là ngon. Cụ má còn mà lên dốc một xíu là ói luôn á, đâu tại cái này nó có một mắt lớp một à, là cái mắt nặng ói cơm luôn. Thì mình recommend mấy bạn là cái xe này á, fixie này chỉ chạy trong city thôi, chạy chơi thôi. Còn các bạn muốn chạy đường dài mà chạy xa này nọ, các bạn mua cái xe mà có lớp á, mấy cái xe là đạp road bike đồ này nọ đó thì ok. Mệt quá, giờ đi về các bạn ơi. Lát hồi đi về có gì coi, có gì ăn thì ghé qua cho các bạn coi tiếp chứ mình cũng biết nữa. Oh, ok. Giờ bây giờ đi về. Má nãy tính nói gì bữa này ta? Hồi nãy mày nói gì cái vụ xe á? Mỗi lần mà chạy qua một cái đường khác là thấy cảm giác xe nó làm sao á? Còn cái đường xe đạp á, ừ. Mỗi lần cái đường nhựa mà cái lỗ mà nó thoáng thoáng về nhau á, thấy giống như mình rớt vô cái tấm nệm hay gì á, đạp thấy nặng hơn. Không mà, cái khúc đó thêm cơn gió nữa, đồ muốn đứng rồi luôn. Tao nói mày á, lúc mày khỏe á, thì
luôn á, chạy sao không được đó. Rồi lúc mày mệt á là mày đụ má mày cán cái con kiến mà cũng thấy mệt nữa bạn. Lúc mày mệt mày cảm giác ghê lắm. Lúc mày mệt đang cố gắng rồi tự nhiên cơn gió thổi rồi cũng thấy ồ má nặng quá, giờ đụ má mặt bạc rêu đang trơn cái tự nhiên qua nhá mày cũng thấy mệt đó bạn. Buồn lời liền. Lâu bị đụ má mệt quá vô đống cát cái lộn mới đáng muốn đạp luôn. Nãy đụ má tao lại tao lái vô đống cát cái đụ má nó trời đồ hơi đi bộ mẹ chứ rồi đó. Rồi mới vô cát rồi dừng luôn lúc. Đụ quá mệt lắm. Đụ. Giờ đi về má, giờ ngồi xe hơi về cuộc đời đúng bình yên luôn. Ủa, cái này làm sao ạ? Cái xong rồi, rồi. Ừ, rồi, xong rồi. Đi đúng không? Ừ. Ủa? Rồi. Sao đủ má tới 6 giờ giờ 7 giờ mày? Đâu sao đó. Sao đâu hả? Sao đó. Có phạt là để tiết kịch mày rồi. Chắc không? Chắc. Đủ má luôn. Mà thường mày mua rồi nó không có phạt đâu. Dạ. Mấy ngày mà không mua luôn mới bị. Rồi đi. Đi. Okay. Go. Hay cánh ngang, hay cánh ngang lẹ lắm. Go. Lộn cò. Thấy không? Chơi đủ. Thù quá. Cũng lẹ à. Không giỡn đâu. Cũng lẹ à, không giỡn đâu. Đồ má ra rep mát luôn à. Đồ quá. Rồi mà lại, rồi mà lại. Đồ. Nữa nè. Ok. Ok. Để rep mát vậy cái á. Ừ. Đấy, đồ quá lớn quá lớn quá lớn. Đã không, đã không, cảm giác đã, không? Đã, xe máy BQ mà bạn. Okay. Nhảy không? Nhảy. Đồ, đạp có liền hả? Đạp má. Có liền, V6, BQ. Sao 6 máy mà red light đủ quá, cao chứ mày. Đợi nãy kéo đủ 8.000 luôn mày. Xe này nó bị quyền sao á. Thường thường là cái máy càng cao là cái RPM càng thấp đúng không? Rồi, thường là máy bự. 6 máy, có thuật cao, horsepower cao, mà đủ má, rep cũng cao luôn. 8.000 luôn. 8.000 luôn. Khủng hoảng thì, mọi người đi ăn. Ok các bạn, thì bây giờ mình đang có mặt tại In-N-Out Burger nha các bạn. Hãy cầm đàn dĩa lên trở này, quay vòng vòng. Ok các bạn, thì bây giờ mình đang có mặt tại In-N-Out Burger nha. Cái chỗ này là một trong những cái burger mà best nhất của Cali Exclusive luôn. Nếu mà các bạn đến đây, các bạn hỏi mình tại cái món mà gọi là cái món mà ngon nhất của khu vực đó là như thế nào? Burger ngon nhất, tươi, biểu tượng luôn. Burger tươi luôn, không phải như burger như In-N-Out hay là Jack in the Box hay là McDonald's. Mấy cái đó là dead burger, là cái gì là burger chết. Thực tế là tươi, hôm nay thực là rất tươi luôn. Nó hỏi mình sẽ cho các bạn thấy là sẽ order cái gì. Mình sẽ order cái double, là có nghĩa là một cái burger mà có hai miếng thịt đúng không? Lúc hồi mày mua cái gì Quốc? À, chắc hamburger. Hamburger luôn. Thì thường thường á là sẽ đến một cái cửa sổ á các bạn, cái window right to á, thì mình sẽ order, nhưng mà bữa nay á thì đông quá nên sẽ có một cái anh đứng ở đây. Anh sẽ tới cái cửa sổ bên này của mình, sẽ hỏi mình order cái gì, là anh ghi vô rồi tới lát hồi mình tới cái cửa sổ đó mình lấy và mình đưa tiền thôi, không sao hết. Thay vì phải tới cái cửa sổ order luôn thì hơi lâu đúng không Quốc? Đúng rồi. Thì cái cách này là cái cách rất là hay của In-N-Out. Cái cách này lâu rồi đúng không? Tôi nhớ lúc thời gian đầu á là không có nha, lúc đầu mà vắng á không có. Ôi. Đây cầm này coi. Sao này đông quá. Mày ăn gì vậy? À, cheeseburger. Với một cái large coke. Yeah, I did good. Can I get one cheeseburger? One cheeseburger. And one double-double. One double-double. And one animal fries. One animal fries, okay. Yeah. And the one double-double with onion too. Yep. Okay. No drinks today. Large coke. A large coke? Large coke. Oh, so make it two. Two large coke, yeah. Okay. That's good. Yeah. Two. Item is gonna be $17.84. At the post. Thank you. Good looking. Yeah, đó là cái cách mình order nha các bạn. Ủa cái bảng chết mẹ rồi, quên quay cái bảng mà giá với lại mấy cái menu ở đâu ta? Là nằm ở khúc đầu á. Ừ, cái này.
không, nó nằm ở khúc kia kìa, nằm ở khúc kia kìa. Cái menu nó đơn giản từ đó giờ luôn. Ừ, truyền thống luôn. Truyền thống luôn, rồi đó họ sẽ lại quay cái menu cho các bạn coi. Ok các bạn, đây là cái bảng menu nè. Ủa giá có không đổi không mày? Giá có đổi không? Bữa giờ nó có đổi không ta? Tao cũng nhớ nữa. Không đúng không? Không biết à. Ờ chắc phải có chắc bây giờ chắc lên một chút á. Thì cái double double á là 4 đồng 75 cent, cái cheeseburger là 3 đồng, cái hamburger là 2 đồng 95, french fries là 2 đồng, shake là mấy cái đồ mà quên mua milkshake à. Béo ói luôn, là mấy cái kiểu như là sinh tố sữa các bạn, đúng vậy á. Rồi đó, rồi lấy ra một xíu cho các bạn coi cái bánh nhìn thế nào á. Rồi lấy ra Quốc giới thiệu đi. Cái này là cái gì vậy? Những cái này là sauce. Đấy các bạn, thì các bạn ăn mua In-N-Out Burger các bạn nhớ xin hai cái sauce thôi nha, nó tên là animal sauce thì cái này ngon lắm. Vậy nó nằm trong cái món này rồi, animal fry. Cái animal sauce là cái này đúng không? Đúng rồi, là cái miếng ở trên đúng không, cái nước ở trên này đúng không? Đúng rồi, đó đây là cái đó, đây là animal fries. Mấy cái fry này ngon lắm các bạn. Thì cái chỗ này cái fry này nó đặc biệt hơn những cái chỗ khác á, là đủ má, nó không biết nói làm sao, nó béo, nó ngậy, nó ngon đúng la đã lắm. Đây ghiền đây đâu, nhìn là điên luôn á, béo thơm dai giòn. Ok, nói béo cũng không đúng, vừa ăn lắm, vừa ăn lắm, không có béo như mấy hàng hiệu khác đâu. Đây cái này double nè. Đây cái này là cái burger double của mình nha các bạn. Thì cái burger này á nó khác những cái chỗ khác rất là nhiều các bạn. Các bạn tới đây có ăn là các bạn biết là đồ tươi với lại đồ đông lạnh nó như thế nào liền. Với lại á, là cái chỗ kia các bạn là nó có cho mình cái miếng kiến á, nhìn như là các bạn sẽ thấy người ta làm burger giống luôn, làm burger tươi luôn, thịt tươi rồi nọ luôn. Cái cảm giác ăn burger In-N-Out á nó rất là khác rất là nhiều loại burger khác. Như chỉ có Cali mới có đúng không? Chỉ có Cali mới có thôi. Còn nghe nói mấy tiểu bang khác không có là thì phải á. Người ta có nhiều người á đến Cali để chỉ để ăn In-N-Out thôi á. Đây nè các bạn, trên tay mình là cái burger đỉnh nhất thế giới, không có chỗ nào đỉnh hơn chỗ này hết. Bảo đảm với bạn luôn, 100%. Rồi còn cái cheeseburger của mày là gì vậy? Là cũng giống này mà một thôi, không có double. Của mày là double của tao hết luôn. Là của tao là hai miếng thịt, mày là một miếng đúng không? Đúng rồi, hai miếng thịt, hai miếng cheese. Okay. Nói chung double hết tất cả luôn á. Rau cà gì double hết đó. Nói chung là nhân hai cái gì? Nhân hai. Ok, bây giờ mình ăn nha các bạn.